Hello cả nhà, hiện tại anh em Long Phát Audio đã có mặt tại huyện Hòa Thành của tỉnh Tây Ninh để bàn giao dàn loa J10000X bản nâng cấp cho anh Phước. Ở trước mặt đầu xe là anh Phước nha mọi người. Hiện tại anh Phước đang dẫn anh em Long Phát vào bên trong nhà. Vào đến nhà thì mấy anh em Long Phát Audio bóc dàn loa xuống, sau đó là lắp ráp cũng như là căn chỉnh rồi test lại chất âm của loa là cũng như là của hai mic, sau đó bàn giao lại cho gia đình anh Phước luôn à. Mời mọi người cùng lắng nghe. Hôm qua là nắng khát, hôm nay là mưa rông, không phải là thời tiết biết nói về ai không. Quên nhau sẽ để thành xa lạ, cứ phải đến mất từng ngày, ô thương nhau khi đậm sâu đối với em cũng chưa đến chừng này. Lời hứa em dùng nhiều rồi, do gì rồi cũng còn tác dụng. Anh lên đường, mẹ xin nắm trầu nhường áo cho anh, một lá trầu xanh tắm tình em chẳng phai màu. Hoa cầu dùng trắng sân nhà em mà hương câu ngăn ngàn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
test xong chất âm của loa cũng như là của hai mic, sau đó anh em Long Phát Audio hướng dẫn cho anh Phước cách sử dụng dàn loa G10 ngàn X.